đề nghị cơ quan công an điều tra thông tin lộ đề thi ngữ văn lớp 10. Mưa lớn làm nhiều tuyến phố, khu dân cư ở Quảng Ninh, Hải Phòng ngập sâu. Ô tô con gặp nạn trên cao tốc, tài xế văng khỏi xe tử vong. Nổ liên tiếp ở Crimea, Ukraine đánh lớn. Cảnh báo của Tổng thống Biden sau họp báo chung Mỹ-Pháp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp buổi sáng của báo Người Lao Động. Thông tin vừa rồi là những sự kiện đáng chú ý được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng đề thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của thành phố Hà Nội bị lộ. Sáng 9 tháng 6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thi tuyển sinh năm học 2024-2025 thành phố Hà Nội khẳng định, đây là thông tin không chính xác, không có việc lộ đề thi ngữ văn tại Hà Nội. Việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối. Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7 tháng 6, trước ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ. Tối 8 tháng 6, sau khi thí sinh Hà Nội hoàn thành hai môn ngữ văn và ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, mạng xã hội xôn xao thông tin lộ đề thi ngữ văn. Từ đêm đến đầu giờ chiều ngày 9 tháng 6, trên địa bàn Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa lớn liên tục trên diện rộng, khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư bị ngập lụt. Tại Quảng Ninh, do mưa to kéo dài từ đêm ngày 8 tháng 6, kéo dài đến trưa ngày 9 tháng 6, gây ngập lụt ở nhiều nơi, đặc biệt là khu vực thành phố Uông Bí, huyện Hải Hà, thành phố Cẩm Phả, thị xã Đông Triều. Lượng mưa ghi nhận tại thành phố Uông Bí trên 100mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún. Nhiều tuyến đường tại thành phố Uông Bí bị ngập sâu, gây ách tắc cục bộ, khiến nhiều xe ô tô bị chết máy, ngập nước. Đến trưa ngày 9 tháng 6, chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị thiệt hại. Hiện các lực lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang thống kê thiệt hại, duy trì trực ban 24/24, chủ động cảnh báo, sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tương tự, từ khoảng 0 giờ 30 phút đến đầu giờ chiều ngày 9 tháng 6, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có mưa lớn liên tục trên diện rộng, khiến nhiều tuyến phố, khu dân cư trên địa bàn các quận nội thành bị ngập lụt. Sáng 9 tháng 6, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên cao tốc Vân Đồn, Móng Cái, Quảng Ninh khiến tài xế ô tô con văng khỏi xe tử vong, người phụ nữ đi cùng bị thương. Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 3 giờ 45 phút ngày 9 tháng 6 tại km 160 300 cao tốc Hải Phòng, Móng Cái hướng Hải Phòng đi Móng Cái thuộc địa phận xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Quang V văng khỏi xe, tử vong tại hiện trường. Bà Nguyễn Thị Hát bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Chiếc xe ô tô con bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa to, gió lớn. Lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông ngay sau vụ tai nạn đã phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, cùng đơn vị quản lý đường cao tốc phân làn, đảm bảo giao thông thông suốt tại khu vực xảy ra vụ tai nạn. Hiện Công an thành phố Móng Cái tiếp nhận vụ việc điều tra, xác minh theo quy định. Ngày 9 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa xử lý trường hợp tài xế của công ty cổ phần Tập đoàn Vận tải Sài Gòn chi nhánh Bình Định, gọi tắt là Sài Gòn Taxi, về hành vi thu giá cước vận tải taxi cao hơn giá niêm yết cho chuyến đi từ sân bay Phù Cát về khách sạn Pleodalis, địa chỉ 16 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn. Trước đó, ngày 4 tháng 6, hai hành khách đặt chuyến xe taxi của Sài Gòn Taxi đi từ sân bay Phù Cát đến địa chỉ số 16 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn. Kết thúc chuyến đi, tài xế báo giá cước theo đồng hồ hiển thị tính tiền cước là 474.000 đồng. Hành khách đi xe thông tin với tài xế rằng nhân viên ở quầy đón khách của Sài Gòn Taxi tại sân bay Phù Cát báo giá cước chuyến đi này là 185.000 đồng. Bức xúc vì bị chặt chém, hành khách taxi đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định. Ngay sau đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra, xác minh sự việc. Kết quả cho thấy, theo hồ sơ kê khai giá cước vận tải ô tô của Sài Gòn Taxi, về việc kê khai giá cước, hãng có đăng ký kê khai giá cước theo km nhưng không thực hiện đăng ký giá cước theo chuyến là trái quy định. Do đó, Sở Giao thông Vận tải ra quyết định xử phạt Sài Gòn Taxi 7 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng đối với xe vi phạm và yêu cầu tài xế xin lỗi hành khách đi chuyến xe này.
Trưa 9 tháng 6, cơ quan chức năng huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách loại 16 chỗ với hai xe máy trên đèo Bảo Lộc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách loại 16 chỗ của nhà xe Thịnh Thái, chưa rõ tài xế điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 20 lên đèo Bảo Lộc, hướng từ Đạ Hoai đi Đà Lạt. Khi đến km 99+200 đèo Bảo Lộc thuộc địa phận huyện Đạ Hoai, thì xe khách này xảy ra va chạm với xe máy do anh LVT, 20 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre điều khiển, đang lưu thông theo hướng ngược lại về huyện Đạ Hoai. Cú va chạm khiến xe máy của anh T văng trúng một xe máy khác do chị TTTL, 20 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, chạy cùng chiều phía sau. Hậu quả anh T tử vong tại chỗ, còn chị L bị thương và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, hai xe máy dính vào nhau, xe của anh T gãy đôi, hư hỏng nặng. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 5 giờ sáng hôm nay. Mời quý vị và các bạn đón xem. Chiều ngày 9 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em LVC sinh năm 2007 ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, bị rơi xuống suối Thia vào ngày 7 tháng 6. Trước đó, vào chiều ngày 7 tháng 6, trong lúc đi đá bóng cùng bạn, em LVC xuống suối Thia nhặt quả bóng thì bị nước cuốn trôi. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân huy động khoảng 300 người tìm kiếm nạn nhân trong đêm. Tuy nhiên, thời điểm này trời có mưa to, nước lớn nên việc tìm nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Đến 10 giờ ngày 10 tháng 6, thi thể nam sinh C được tìm thấy cách vị trí em C bị rơi xuống suối khoảng 100 mét. Sau khi được tìm thấy, thi thể em C đã được bàn giao cho gia đình để làm thủ tục mai táng. Chính quyền địa phương cũng cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Đình Kỳ, sinh năm 1982, ngụ thành phố Bà Rịa và Phan Hoàng Bích Tiên, sinh năm 1992, ngụ Đồng Nai về tội hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Đây là đôi nam nữ cùng lái xe ô tô tông vào nhau. Sự việc xảy ra ngay trung tâm thành phố khiến dư luận quan tâm. Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 20 tháng 11 năm 2023, Kỳ và Tiên gặp nhau ở một quán trà sữa tại thành phố Bà Rịa để nói chuyện làm ăn. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Tiên ném vỡ lọ nước hoa của mình trong quán cà phê. Rồi cả hai lên xe ô tô rời khỏi quán. Tiên lái xe hiệu VinFast đi theo phía sau xe ô tô hiệu Lexus của Kỳ. Khi đến vòng xoay đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, thành phố Bà Rịa, Kỳ dừng đèn đỏ thì Tiên điều khiển xe ô tô lao tới, va chạm vào phía sau xe của Kỳ. Tiên không dừng lại mà tiếp tục lái xe đâm thẳng vào đuôi xe của Kỳ thêm hai lần nữa. Tiên đã bồi thường thiệt hại cho chủ xe mà Kỳ điều khiển số tiền 11,5 triệu đồng. Ngược lại, Kỳ bồi thường cho Tiên hơn 32,5 triệu đồng. Ngày 9 tháng 6, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ cháy phòng trọ khiến một phụ nữ tử vong. Hơn 4 giờ sáng cùng ngày, khói kèm lửa bùng lên từ một căn phòng trọ ở hẻm 357 đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông. Người dân thấy cháy đã hô hoán, đồng thời tìm cách dập lửa. Lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường khống chế nhanh đám cháy. Khi phá cửa vào bên trong thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong. Người phụ nữ khoảng 49 tuổi, sống một mình ở phòng trọ này khoảng 2 năm nay. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Ngày 9 tháng 6, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ cháy rụi ô tô chở hàng. Hơn 12 giờ, ô tô chở hàng mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi vừa qua vòng xoay ngay đường số 20 thì bốc cháy ở đuôi xe. Tài xế bung cửa ra ngoài hô hoán cùng người đi đường dập lửa, song đám cháy đã bao trùm ô tô cháy rụi. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều động đến hiện trường dập tắt hỏa hoạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 6 khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 8 tháng 6 tại km 124 230 quốc lộ 6, địa phận Sớm Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Vào thời gian trên, xe ô tô biển kiểm soát 29C499XX lưu thông theo hướng Sơn La, Hà Nội. Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 29N1927XX do anh NTT, sinh năm 2003, trú tại Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội điều khiển, chở theo chị NTY, sinh năm 2001, trú tại Mai Động, Từ Sơn, Bắc Ninh, đang lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả anh T và chị Y tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Nói tiếp bản tin sáng nay trên kênh YouTube của báo Người Lao Động sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào bán đảo Crimea
gây ra nhiều vụ nổ trong ngày 8 tháng 6. Theo tạp chí Newsweek, người dân ở thị trấn Balaklava cho biết có hai vụ nổ, một vụ xảy ra gần nhà máy nhiệt điện Balaklava. Kênh Telegram Crimean White tại Crimea đưa tin người dân nghe thấy âm thanh vũ khí cỡ nòng lớn, cho thấy có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Vụ nổ thứ hai được nghe thấy ở gần bờ biển, gần cảng Sevastopol. Theo kênh Telegram Crimean White, vụ nổ khiến cửa sổ của nhà dân gần đó đã bị thổi bay. Ông Mikhail Ravohayev, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở thành phố Sevastopol tại Crimea, nói rằng các vụ nổ sáng sớm 8 tháng 6 mà người dân nghe thấy trên thực tế là lực lượng Nga đang phá hủy xuồng không người lái Ukraine phóng để tấn công Crimea. Trong diễn biến khác, hãng thông tấn TASS ngày 9 tháng 6 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã đạt được thỏa thuận với các nước phương Tây để nhận thêm hệ thống phòng không. Nga nhiều lần nhấn mạnh viện trợ quân sự và huấn luyện của phương Tây cho quân đội Kiev sẽ chỉ kéo dài xung đột, chứ không thể đảo ngược cục diện trên thực địa. Phát biểu tại cuộc họp báo chung báo cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại điện Élysée hôm ngày 8 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, toàn bộ châu Âu sẽ bị đe dọa, nhưng chúng tôi không để điều đó xảy ra. Mỹ luôn sát cánh với Ukraine, chúng tôi sẽ không rời đi. Trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra ngày 8 tháng 6, hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ cho biết họ nhất trí rằng an ninh rộng hơn trên Đại Tây Dương đang bị đe dọa trong bối cảnh xảy ra xung đột ở Ukraine. Tuyên bố cho biết Pháp và Mỹ đồng chủ trì liên minh pháo binh tại nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine và dự định thực hiện các bước đi mới để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Ukraine trong giai đoạn hiện tại và về lâu dài. Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine UDCG là liên minh gồm khoảng 50 quốc gia thường xuyên tiếp xúc để thảo luận về nhu cầu an ninh của Ukraine. Tuyên bố nêu rõ, Mỹ và Pháp cũng tái khẳng định cam kết của hai nước này về việc tiếp tục cung cấp hỗ trợ chính trị, an ninh, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine. Sau khi dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày D-Day tại Pháp, sự kiện quân đồng minh đổ bộ vào bờ biển Normandy ngày 6 tháng 6 năm 1944, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Paris với sự đón tiếp long trọng của Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron hôm 8 tháng 6. Xung đột giữa Nga và Ukraine, giao tranh giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương là những nội dung hội đàm chính giữa hai nhà lãnh đạo, theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan. Ngoài ra còn có các vấn đề như chính sách liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng. Đều là những nước bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine, hai ông Biden và Macron đồng thời quan tâm củng cố sức mạnh của NATO. Dù vậy, Washington và Paris còn bất đồng về kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Kiev, cũng như ý định triển khai binh lính NATO đến Ukraine mà Tổng thống Macron đang theo đuổi. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp buổi sáng của chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để có thể cập nhật với những thông tin mới nhất về các sự kiện trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!